Hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Rồi, hôm nay là một buổi tối rất là mát trời, mát mẻ. Đang ở bên cửa hàng số 2. Thì hôm nay trời mưa mà, tầm giờ nó cũng tối rồi. Bây giờ là 11 giờ đêm. Đó là cái thời điểm mà hôm nay quay một cái video ngắn ngắn để cho anh em chiêm ngưỡng cái khoảnh khắc mà thích nhất. Đó, vui nhất đó là cái khoảnh khắc mà cho cá ăn. Đó, cái thú vui đam mê mà cái lúc mà vui nhất đó là cái lúc mà cho con bét cưng của mình ăn. Thì cái tầm giờ này đa số ngày nào cũng vậy, ngày nào thì em cũng một là em cho cá ăn, hai là nhân viên của em cho cá ăn. Đó thì đây là anh ấy vừa mới về xong, vừa đi công việc về xong, cơm còn chưa được ăn. Đó. Bây giờ thì đây đang loay hoay không biết làm gì đây. À đây là đang cho gì nhỉ? Đang cho rán Dubai anh ăn. Đấy. Gọi là rán Dubai đấy anh em. Ok chưa? Đó, đây là trợ lý thứ hai của em. Đó. Nè, cho rán cái này gần hết rồi anh em ạ. Nói chung là cứ chăm sóc được nhiều là bắt đầu là khách hàng tới là cũng mỗi người người thì xin ít, người thì mua. Đó, đây này. Úi xài. Úi giời ơi luôn. Khét đấy nha. Đó, nói chung là chăm chút này thì em lại không phải là cái gu của em chăm chút những cái này. Đó, làm giao hết cho mấy anh nhân viên, là hai anh nhân viên là hai anh tự xử lý. Đẻ nhiều phết đấy anh em. Dán Dubai này giả đẻ nhiều phết đây này, có cả nhí nhí này. Đó, anh em thấy không? 2-3 ngày đẻ quá trời quá đất luôn. Đây này. Đó, đẻ quá trời quá đất luôn. Đó, cũng chịu khó lắm. Thường thì cắt cà rốt, thái cà rốt này xong là hoặc là cho cám ăn, cho nó ăn cám. Đó, ví dụ như này là cũng béo lắm nha. Rán Dubai này cho cá rồng ăn thì hết nước chấm luôn. Này ít hơn, phải trước nhiều lắm anh em ạ, trước nhiều lắm mà bán vợ đi rồi. Khách cứ hỏi phát là bán luôn. Đấy, quá trời luôn. Ôi, đây là vẫn còn ít nha anh em. Cái đợt vừa rồi là nó nhiều lắm, gần như là bu kín luôn. Nên là bây giờ là bán bớt đi nhiều rồi đấy. À, ok, mô hình giờ bây giờ thì cũng khá nhiều anh em nuôi sinh sản, nuôi đẻ cái rán Dubai này. Có con giống rất nhiều, nó đẻ nhanh lắm. Mà cá ăn thì rất là bổ béo nha. Con này nó rất là béo. Cái quan trọng là anh em cho ăn thì ví dụ cho ăn cà rốt này này, cho những cái quả củ cà rốt này này nó ok hơn này. Thì con cá nó ăn và nó hấp thụ hơn nhiều. Đó, này. Xong là vệ sinh hàng ngày. Ừ, vậy thôi. Mà nó sinh sản nó đẻ nhanh lắm anh em ạ. Đẻ rất nhanh luôn. Cái này mà anh em cho cá rồng ăn thì hết nước chấm luôn này. Nó béo mà nó thúc body con cá rồng rất tốt. Đó. Rất ok luôn. Rất chịu khó nhưng chứ em này em thua rồi. Mấy cái môn này là em không thể đủ kiên nhẫn và đủ kiên trì được. Rồi xong giờ vào lấy dế cho cá ăn đi. Đa số cá lớn này thì tại vì em là cửa hàng mà cá lớn này xuất bất kỳ đi lúc nào nên là em chỉ có thể cho nó ăn dế hoặc sâu ít thôi. Tại vì bất kỳ lúc nào là khách chốt một cái là đều phải bàn giao hết cho khách. Bàn giao ngay. Nên là mình cho ăn ít thôi thì khi vận chuyển nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây có cái hồ trấn trạch, có bầy két đi. Đó, ở trong đây có một con két rất là đặc biệt nha anh em. Đó, một bé két đuôi tim. Anh em nhìn vậy thôi nhưng mà rất bự nha. Nó cỡ phải 5-6 ngón tay lận. Đây, tay anh em nhìn tay em này,
Đó. Thế còn bé cắt đuôi tim này này. Đột biến đây này. Đó, anh em thấy không? Đột biến đấy. Đấy, xa. Được quá nhỉ. Tròn vo căng đét. À, anh nào mà muốn sở hữu bé két đột biến này thì cứ liên hệ cho em nhé. Thì giá của bé đó thì cũng không phải là rẻ mà cũng không là mắc. Nói chung là giá bé đó, bé này là dao động là 2.5, 2 củ 5 nha. Đó, 5 6 ngón nha anh em. Anh em nhìn vậy thôi nhưng mà bên ngoài bự lắm nha. Đó, 5 6 ngón lận. Chứ không phải nhỏ xíu đâu. Hồ dẫn trạch này cũng chưa biết thả gì luôn. Cứ để vậy thôi. Bao giờ có bé nào khủng long thật sự ngoại cỡ thì là chắc chắn là em sẽ thả đây, hoặc là thả một bầy cộng đồng bối, mà hoặc là cũng là thả một bầy cộng đồng ngân Amino. Đó, nói chung là để sang năm tính. Còn bây giờ từ giờ đến cuối năm để phục chủ yếu chủ đạo phục vụ tất cả anh em đã. Thị trường cuối năm là nhắm vào thị trường cá to rất là nhiều. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu là anh ấy lấy dế, bắt đầu cho từng bé ăn. Thì tiện thể đây là em cũng review sơ qua cho anh em những bé còn lại. Sắp tới là cái lô tiếp theo là săn ở các tỉnh sẽ tập kết về thì sẽ nhiều hàng hơn. Còn hiện tại bây giờ là tất cả những cái hồ này là các anh đã chốt hết rồi và đã bàn giao cho khách hết rồi. Nên cá size lớn nó khác cá size nhỏ, là em phải săn được. Với lại cái thứ hai là tập kết thu mua ở khắp các nơi về thì nó mới có những con cá như này, chứ không phải bây giờ mình cứ bỏ tiền ra mình nhập là được đâu. Nó khác cá size nhỏ rất là nhiều. Sang năm thì cái khu vực bên kho 2 này sẽ là cái khu vực mà chứa toàn bộ cá size nhỏ, size nhí đó. Còn bên kho 1 sẽ là chứa toàn bộ cá size lớn đó. Còn cái dịp cuối năm này là không đủ hàng để cung cấp cho tất cả các anh chơi đó. Cái này em nói rõ luôn này, không đủ hàng luôn, gần như là cháy hàng luôn. Tại vì cái hàng size lớn này, nếu mà cái hàng mà nó xấu, nó không được đẹp ấy thì là rất nhiều. Nhưng mà em thì cái quy tắc quy chuẩn của em từ sự trước bây giờ là cứ phải săn tìm những cái bé đẹp, bé khủng để phục vụ anh em chơi cho nó sướng. Đằng nào mình mất công bỏ chi phí ra mình chơi những cái con đẹp nó giá trị hơn xíu thì nó sẽ đẹp, nó sẽ ok hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ thì cho bé ăn thôi, các bé ăn thôi. Đây là cái những cái đoạn video và những cái đoạn mà khoảnh khắc thích nhất chăm sóc cá rồng này. Có những bé rất sung và có những bé nó cũng chưa được sung cho lắm, nó nhát tại vì mới thu về mà. Đó, đây là cái bé Thanh Long. Rồi cho ăn đi anh. Bé Thanh Long siêu đuôi càng luôn. Anh em nhìn cái đuôi càng gớm không? Và bóng đèn nó hơi bị chóe đèn xíu nha anh em. Chưa chịu ăn à? Bé này là mới chuyển hồ. Siêu đuôi càng luôn anh em. Anh em đã nhìn thấy con Thanh Long nào nó siêu đuôi càng cỡ này chưa? Đó, nhìn càng cặp quả đuôi càng khiếp luôn, nhìn như Phượng Hoàng anh em. Thường thì cái những cái con hàng Thanh Long ấy thì anh em từ xưa giờ cũng đều biết là dòng rẻ tiền, đúng không ạ? Nhưng mà Thanh Long đặc thù của Thanh Long là thường là cái đuôi nó rất là nhỏ mà nó tròn xoe lại và càng rất là ngắn mà body rất là xấu, Thanh Long nó là vậy. Nhưng mà được cái là màu xanh. Còn bé này thì đuôi màu xanh. Đó. Nhưng mà gì nhỉ? Cái viền vảy nó lại màu tím đây này. Hơi ửng tím này anh em. Đó. Mà siêu đuôi càng luôn, thật sự nó nhìn như con Phượng Hoàng anh em. Nhìn nó đã lắm. Nếu mà anh em nhìn trực tiếp này, nhìn cặp càng này. Trời ơi. Đã luôn. Đó thì cái giá hiện tại bây giờ em đang mong muốn bán ra bên ngoài thị trường đó là 5 củ 5. Đó, 5 củ 5 để sở hữu một bé siêu đuôi càng về của Thanh Long nha. Em hay tếu vui vui đó là hợp mệnh mộc. Đó. Hợp mấy anh em nào mệnh mộc yêu thích màu xanh. Em cứ dùng cái từ gọi là những cái con Thanh Long này, gọi là dùng cái từ gọi là đột biến đi, thật sự em thấy nó rất là đột biến luôn ấy. Này, về đuôi càng này. Nó múa kinh lắm. Đó, cặp càng anh em nhìn cặp càng này, đã chưa? 5 củ 5. Đó, size của em nó là 53 55. Nhìn như con Phượng Hoàng luôn, cái này để sưu tầm, hàng này hàng sưu tầm. Anh em nào nếu muốn sưu tầm thì cứ alo em nha.
Đó, bé Thanh Long, size 53, 55, siêu đuôi càng, nhìn như Phượng Hoàng luôn, càng bướm. Đó, cong vút luôn. Chất chưa? Rồi, 5 củ 5. Rồi, bé tiếp theo là bé đầu vàng 60%, body sumo, sùng như con chó điên. Đấy. Ấy, anh em thấy chưa? Sùng như con chó điên luôn. Size bé cũng là 53, 54. Nhưng mà body sumo, body lực luôn đấy anh em. Nó căng cứng, đầu đổ vàng. Trời ơi. Body nó đẹp lắm anh em ạ. Nó gần như nó gấp khúc, nó gãy khúc, đẹp lắm. Mà nó lại còn còn sung nữa cơ. Mình thú chơi cá rồng này anh em biết rồi đó. Những con cá nào nó sung nhìn nó đã lắm. Đó mà nó sung kinh khủng luôn. À, đã không? Đó, bé này là size 53 55 và giá em đang bán chào thời điểm hiện tại là 10 củ 5 nha anh em. 10 củ 5 để sở hữu một bé tố chất body sumo, đầu nổ vàng. Và thật sự body nó rất là lực. Nó giá trị nó nằm ở cái vẻ đẹp của nó này anh em. 10 củ 5. Đó, để sở hữu bé 24g 4 số, body sumo, mắt môi tất cả mọi thứ chuẩn chỉ hết. Nó cực sung luôn, con này cực sung luôn. Đó, về trấn trạch thì hết bài luôn. À, buổi tối này em quay này là đèn nó hơi chóe đèn xíu anh em thông cảm nha. Nó hơi bị chóe đèn một xíu. Quá trời quá đất luôn. Bé này mà thúc body lên thì thôi rồi. Tương lai khỏi bàn luôn. Đấy. Ok chưa? Nó đẹp lắm đấy, đầu vàng này. Leo lưng. Quá trời luôn. Rồi ok, sang con tiếp theo đi. Rồi bên này là một bé khủng long bạo chúa. Anh đưa cái tay vào, đưa cái tay vào đọ đọ xíu. Không ai xòe vào tay thế. Đây này. Đấy đúng rồi. Anh đưa vào cái phần đầu để anh em nó nhìn. Trời, anh em thấy chưa? Đó, nó khủng long bạo chúa luôn rồi. Ok, bỏ tay ra anh cho ăn đi. Đuôi càng to chà bá luôn. Úi. Đậm chất khủng long luôn. Anh em mà nhìn bên ngoài là rụng trứng nha. Nó to lắm, nó bự lắm anh em ạ. Con dưới đừng cho ăn nhé. Con dưới mới về đừng cho ăn. Nó chưa chịu ăn đâu. Con bên kia là mày ngày mai ra Hải Phòng. Con ở dưới kia ngày mai ra Hải Phòng. Nên là cũng không cho ăn luôn. Con này đẹp lắm anh em ạ. Cái này mà anh em nào mà có hồ công nghệ lớn thì thôi rồi. Thả vào thì chơi Tết thì đúng hết bài. Đó. Size bé này là size 62, 63 nha anh em. Đó. Mắt môi mọi thứ là chuẩn chỉ hết. Nhìn trông rất đầu gấu. Rất đầu gấu luôn. Ôi, bộ đuôi to lắm. To bự. Cặp càng thì khỏi bàn rồi. Body cân đối lực. Đó. Và giá hiện tại em đang chào bán bé này là 13 củ 5 nha anh em. 13 củ 5 để sở hữu bé khủng long này. Đó. Bối 24k 4 số nha. Chai đuôi nó lấm tấm thôi. Tại vì chai lớn này là nó bị rớt hết. Cái con này nó bị rớt mấy cái chai đuôi ở dưới đằng sau kìa. Đó. Đây này. Lấm tấm này. Nó bị rớt chai đuôi chứ không phải là dòng hai bách hay là gì đâu nha anh em. Nên là cái gì nó phải rõ ràng. Con này cực lực luôn. Khủng. Đó, chơi khủng long là dòng khủng là phải khủng luôn. Như nó bự là phải bự luôn. Nó mới đã. Rồi cho sang con bên kia đi. Bên này là bé semi sọt. Bối. Bối semi sọt. Đó. Cũng sùng lắm. Semi sọt đầu muỗng. Bản cao. Đó, anh em nhìn so sánh nha. Này, cái bản người nó rất là ngắn. Tại em quay ngang cái điện thoại nên thành ra là anh em nhìn hình dung là cảm giác nó người nó dài nhưng không phải đâu. Người nó rất ngắn. Anh em nhìn so bên này, giữa hai con bên này nhìn, hoặc là những con ở bên dưới này sẽ thấy nó khác nhau. Semi sọt có nghĩa là người ngắn, bản cao. Đó.
Còn sọt thì đồ không đúng nha, sọt thì hơi sai, nhưng mà semi sọt thì chấp nhận được, tại vì người nó ngắn bản cao thì cứ gọi là semi sọt, ok, hợp lý. Đó, bé này thì là size 53, 55 luôn. Và giá hiện tại em đang bán là 10 củ 5 nha anh em nha. Giá là 10 triệu 5, 10 củ 5. Đó, mắt môi tất cả mọi thứ chuẩn chỉ hết. Semi sọt, bối semi sọt. Đó, rồi sang bé tiếp theo. Bé này lại thêm một bé khủng long nữa, cũng bối semi sọt luôn, size 60-61. Đó, bé này là mới về, bản nó cao lắm anh em ạ. Thật sự anh em mà nhìn bên ngoài nhìn nó bản nó cao lắm, con này bản cực kỳ cao luôn. Đó, khủng long này anh em, anh đưa tay vào cho anh em ngắm. Sự bàn tay xin nhê gì, nhỏ xíu, nhìn nó bự lắm. Thôi được rồi, bỏ ra để cho nó ăn đi. Rồi đầu cũng hơi đổ vàng xíu. Đó, semi sọt nha, bản cao, hậu nở đuôi to. Đó, mắt môi mọi thứ chuẩn chỉ hết. Và size của nó, kích thước của nó là 60-61. Và giá hiện tại em đang bán bây giờ là 15 củ nha anh em. 15 củ cho bé semi sọt, bối semi sọt. Đây, chai đuôi full kín mít. Đó, size khủng nha anh em, chứ không phải mấy cái dạng size nhí đâu nha. Đấy, cho con bên này ăn đi em. Nó mới về, bé này là mới về nên là nó vẫn còn hơi nhát, là chưa chịu ăn. Bé trong đấy hình như vẫn chưa chịu ăn đâu, mới về đấy. Đó, bé này là 24k thường, gọi là cứ gọi là Malaysia Gold cũng được. Đó, bé này là size 52-53 luôn. Thì giá em đang bán là bé này là 7 củ 5 nha anh em. Nói chung là giá trị nào tiền nào của đó. Bé này cũng khá là ok này, đẹp lắm, body đuôi càng đẹp lắm. Đó, còn bé dưới này thì mai về Hải Phòng thì không cho ăn nữa. Bé này là chốt rồi, về Hải Phòng không cho ăn nữa. Thì đó, tất cả những bé nào còn lại hiện tại trong cửa hàng đều là những bé khủng long và những bé tuyển nha anh em. Chứ không phải là bé còn lại là những bé xấu đâu, không có đâu. Tất cả những con nào khách người này thích con này, người kia thích con kia. Thì ví dụ anh em nào mà cứ thích con nào thì cứ alo liên hệ cho em Hải ha. Đó, bé bên này thì có mã số đàng hoàng, mã số 35. Đó, giá là 15 củ và size 60-61. Bên này là hồ 34, semi sọt. Đó, giá là 10 củ 5. Đó, còn bên đây là bé khủng long, đuôi càng to khủng luôn, 13 củ 5, size 62-63. Đó, hai bé này thì là đều chốt hết rồi, ngày mai là di chuyển thôi. Đấy, còn bé bên này là 10 củ 5. Đó, cực kỳ sung luôn, body sumo cực kỳ sung, như con chó điên. Còn đây là bên đây là gọi là bé Phượng Hoàng Thanh Long Kumbai, ok chưa? Hơi tếu tếu với anh em xíu thôi nhưng mà đẹp lắm. Đó, giá là 5 của 5. Đấy, con bé bên này trong này chưa cho ăn này. Con bé bên trong này là body sumo. Nhìn, ui giời, bản lưng kìa, anh em thấy không? Lực lắm. Đó, bé này là body sumo, size 57-58. Đó, giá là 13 củ nha anh em. Ăn uống khỏe mạnh sung căng, không lỗi cái gì cả. Mắt môi chuẩn chỉ hết, đuôi càng chuẩn chỉ hết. Cực kỳ sung luôn mà cái lưng nó sợ luôn anh em ạ. Ui, nó lực lắm, nó béo múp luôn. Thì thường là con cá béo đã sumo béo múp là thường là đuôi nó sẽ nhỏ và càng nó sẽ ngắn. Đó, bối nó vậy nhưng mà khi bơi trong hồ nhìn nó lực lắm anh em. Nhìn nó lực mà nhìn nó gì nó. Đó, bé này là 13 củ nha anh em, size 57-58, body sumo, cơ bắp luôn. Đó, rồi, ok, tổng quan thì bây giờ cũng trễ rồi, nên là chào anh em cái đi. Chào anh em nhé. Hôm nay đẹp dài thế, đấy, đây là trợ lý thứ hai. Trợ lý thứ hai và là làm K2 trong non buổi tối. Còn trợ lý thứ nhất thì là cái anh gầy gầy ấy, thì là anh em cũng khá nhiều anh em biết rồi, anh ấy phục vụ ca ban ngày. Đó, thì là tất cả những sản phẩm hiện tại bây giờ có ở đây thì em đã cũng đều quay cho anh em xem chiêm ngưỡng, mỗi con một vẻ, không con nào giống con nào hết.
mỗi con một vẻ khác nhau, sẽ không con nào giống con nào hết, nên là anh em cứ ưng con nào thì alo liên hệ cho em Hải ha. Nên là từng cái đoạn từng con một thì em cũng đều báo giá chi tiết cụ thể cho anh xem. Còn nếu muốn xem chi tiết cụ thể hơn nữa thì cứ ebook Zalo của em sẽ gửi từng con một cho anh em chiêm ngưỡng nha. Rồi, bye bye. Hẹn tất cả anh em vào clip tiếp theo.